cơm bệnh viện người ta ra ngoài ta mua xong bây giờ bảo vệ lên không cho à. Người ta phải bắt xuống căng tin, cái này là cưỡng chế vậy là không đúng à. Bảo vệ bệnh viện ép bệnh nhân mua cơm của căng tin khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Ăn không nổi người bệnh à. Cụ thể, tại một bệnh viện chưa rõ tên đã xảy ra một tình huống chưa từng có. Khi người nhà của bệnh nhân mua cơm từ bên ngoài mang vào bệnh viện thì bảo vệ không cho, bắt phải xuống căng tin để mua cơm. Thậm chí những người bảo vệ còn có ý định xin lại những hộp cơm được mua từ bên ngoài, khiến những người nuôi bệnh tại đây vô cùng phẫn nộ. Nói ép ai. Nhiều cộng đồng mạng xem được video cho rằng hành vi của bảo vệ là không đúng, vì đây là quyền cá nhân của mỗi người. Trong khi việc mua cơm ở bên ngoài tiết kiệm hơn nhiều so với mua ở căng tin bệnh viện. Ở căng tin bệnh viện 55k một phần, mua ngoài có 20k một phần. Cho thôi việc luôn đội bảo vệ này chứ còn gì. Căng tin là của người nhà giám đốc bệnh viện chắc luôn. Hiện tại vẫn chưa xác minh rõ thông tin này có đúng sự thật hay không và đã xảy ra ở đâu. Một số khán giả nói rằng vụ việc đã xảy ra rất lâu khi mà dịch Covid đang diễn ra nên bảo vệ bệnh viện này mới làm cách như thế. Cái này lâu rồi mà từ đợt dịch Covid mà. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về video này? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.